xin chào các bạn à bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh màu theo màu của phim ha rồi đầu tiên thì mình có một cái file sụt như thế này đây một cái video ha đấy thì các bạn thấy nè, cái độ tương phản của video nó không được cao cũng như là cái không gian màu rất là đục ha đục ha rồi ok giờ mình sẽ tiến hành đi chỉnh màu cho cái video này rồi đầu tiên thì các bạn sẽ xóa đi cái chắc audio này đi ha rồi chúng ta không cần thiết chúng ta xóa đi cho nó rộng cái vùng làm việc ha rồi các bạn sẽ tạo cho mình một cái adjustment layer rồi ok sau đó các bạn sẽ gấp bỏ qua cái vùng làm việc của timeline và kéo ra đúng bằng cái thời gian của à, file sụt chúng ta rồi sau đó thì các bạn vào effect này các bạn xuống là video effect các bạn chọn cho mình một cái effect của redken đó là magis bullet ha đây magis bullet và mình sẽ chọn đó là color 4 ha rồi mình sẽ gấp gấp bỏ vào cái layer của adjustment layer đấy thì sau khi mình bỏ vào thì nó chưa có sự thay đổi gì ha bởi vì mình chưa chỉnh sửa rồi sau đó các bạn sẽ vào à, menu window các bạn mở cho mình một cái cửa sổ đó là lumetri scope rồi giờ mình đang mở đó là cái biểu đồ của rgb ha rồi nếu như các bạn chưa có cái biểu đồ này thì các bạn chụp phải vào đây các bạn chọn preset và chọn đó là à, Paris RGB ha rồi ok rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành đi chỉnh sửa ha các bạn kéo xuống các bạn qua lại cái effect control này các bạn kéo xuống đây xuống dưới cùng ha cái phần lút này các bạn chọn cho mình một cái lút đó là universal lock đấy thì sau khi các bạn chọn này các bạn thấy có sự thay đổi khác biệt rất là nhiều ha đấy rồi chúng ta tắt con mắt này đi nha Đấy, các bạn thấy thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta phải à, chỉnh sửa một số cái thuộc tính ha, để cho nó hoàn thiện hơn. Rồi các bạn thấy nè, cái mặt của nhân vật nó hơi màu đỏ, nó hơi hơi ám vào. ha Rồi, giờ chúng ta sẽ kéo lên Color Correction. Ha. Các bạn vào cái mít tông này, các bạn sẽ kéo qua màu vàng một tí. ha Phần mít tông mình sẽ kéo qua màu vàng đấy rồi cái phần sau đâu thì mình sẽ cho xuống cyan rồi cái phần highlight thì mình sẽ chuyển qua blue ha rồi các bạn thấy này cái màu RGB nó đã à, dịch chuyển lên phần highlight và phần white một tí ha rồi sau đó các bạn kéo xuống cái phần cover ha cái tép của ARB. Đây thì màu ARB. Thì mình sẽ chỉnh sửa cái độ tương phản nó một tí ha. Mình sẽ giảm, giảm cái độ tương phản một tí. Đây, giảm cái giá trị này nha các bạn. À con trục nó chạy qua đây ha. Rồi các bạn sẽ giảm khoảng là âm -10 thôi các bạn. Rồi, âm 10 thôi ha. Rồi các bạn xuống cái tab press à các bạn sẽ tăng nó lên một tí cái độ tương phản. Rồi, chúng ta sẽ tăng là 0.05 ha. Rồi cái phần highlight này các bạn giảm. Giảm nó một tí ha. Rồi ok, mình sẽ dịch chuyển. Mình dịch chuyển nhân vật ha. Đây, cái khuôn mặt của nhân vật. Đấy, cái phần blue. Phần blue mình cũng sẽ giảm giảm cái độ tương phản một tí. Đấy. Khoảng là âm âm 0.04 ha. Rồi cái phần highlight, phần highlight mình cho là 10. Rồi, phần sơ đâu mình để là 5. Rồi, chúng ta xem sơ qua thử nha. Rồi. Các bạn thấy à nó ổn rồi đúng không? Ổn hơn rất nhiều so với hồi nãy ha. Rồi ok Phần RGB Cái phần shadow này Các bạn tăng phần shadow một tí ha Tăng vừa thôi các bạn nha Rồi 6 cũng được ha Mình để 5 nhưng mà nó tăng 6 cũng được Sau khi mình chỉnh cái này thì cái này nó nhảy lên một tí ha. Nó nhảy cái, cái, cái con trỏ chuột nó lên Ô oh, sorry các bạn Rồi đấy Rồi, giờ mình sẽ phóng lớn mình xem thử nha. À, nè, chạy rất là nhanh ha. Đấy. Rồi, các bạn thấy tạm ổn rồi đúng không các bạn? Đấy, sau khi chúng ta chỉnh sửa thì được cái cái video như thế ha rồi RGB chúng ta cũng có thể là tác động một tí highlight ha rồi mình để 0.06 cũng được ha rồi ok vậy là mình đã chỉnh sửa xong ha được một cái không gian màu nó khác khác đi rất là nhiều ha so với cái không gian màu hồi nãy đấy các bạn thấy nè đây là cái video cũ ha à, sau khi chúng ta chỉnh màu rồi chúng ta sẽ tắt à, tắt cái này đi nha Rồi tại thời điểm là 10 giây 2 frame. Mình gõ bên này. 10 giây 2 frame. Ồ, oh, nhầm các bạn, 5 giây 7 frame chứ. 5 giây 7 frame. Đấy các bạn thấy có sự khác biệt rất là lớn ha. Rất nhiều là lớn luôn ha. Rồi ok vậy là mình đã hướng dẫn sơ qua cho các bạn cách chỉnh màu cho video ha. Rồi ok, à xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. À xin hẹn gặp các bạn những cái video clip lần sau ha. Xin chào các bạn.